rồi là các anh em nghe một bản nhạc rất sôi động trên cặp loa VK900. Rất nhiều các anh em e ngại là dòng loa này bát bé, không đủ đáp ứng được cái nhu cầu về sử dụng những cái bản nhạc mạnh, bạo lực như thế này. Thì em cũng test luôn cái nền nhạc sôi động, các anh em kiểm âm và nghe trên cái cặp loa bát 25, bát đánh rất dữ dội. Hệ thống chung của nó được trang bị một chung 16 và 200 màng giấy một siêu chép. Công suất tổng công suất của cặp VK900 này cho ra chúng ta là dao động từ 150 cho đến 400W. Phiên bản này có chiều cao là 115cm với cái hệ thống thân vỏ gỗ hai bên hồn. Sám của nó màu sám bạc, mặt trước của nó là cái tấm e căng lụa đây. Bên dưới chúng ta có thể nhận diện ngay đây là thương hiệu Vwood, hàng chính hãng của bên chúng em đang phân phối ra thị trường trong nước với giá là 7 triệu đồng một cặp. Chơi tất cả các dòng nhạc, đây được gọi là dòng loa ở phân khúc và giá phổ thông mà có thể đáp ứng được rất nhất nhiều những cái dòng nhạc khác nhau. Em có tối ưu được cái giá tiền cho các anh em khi mà một cấu hình này gồm con đẩy X7 DAC. Phiên bản đẩy X7 DAC này là cái dòng đẩy mang nhiều công nghệ, đặc biệt là sẽ phù hợp cho người tiêu dùng chúng ta hiện nay nghe nhạc mạng, vì nó có tích hợp được cái giải mã đi kèm. Và chưa hết đâu, giải mã của nó còn có thể xử lý được luôn cả tiếng mic. Và bộ mic không dây tặng kèm cho cấu hình 14 triệu đồng này, đó là bộ mic Bose BS7725A. Với cái dòng karaoke cao cấp như thế này thì các anh em ạ, không cần phải đầu tư nhiều, chỉ với 14 triệu đồng thôi chúng ta có nghe một cấu hình combo dòng loa cây vừa trưng bày đẹp, vừa xem phim nghe nhạc giải trí hay, vừa hát karaoke thỏa thích trên cấu hình này. Và cái bản nhạc này nó sẽ trả lời luôn cho các anh em về cái chất lượng phục vụ những cái bản nhạc mạnh cho các anh em. Khi mà nhiều anh em đang e ngại là dòng bát 25 có đáp ứng được không, thì mời các anh em đeo tai phone và chúng ta lại tiếp tục nghe nhạc của cái cặp loa VK900 này với cấu hình combo 14 triệu đồng. Ngày hôm nay thì rất lên đường rất nhiều cấu hình này, một cấu hình sang bên Hà Nội, một cấu hình về dưới Hà Nam. Các anh em có khi là đang đeo tai nghe thì thấy cái tiếng bát nó xuống rất là sâu và dày phải không? Thì các anh em nhìn đây, em hiện tại em đang đánh duy nhất chỉ 2 dây ra loa và 1 dây tín hiệu vào, không có trầm bổng gì, nên các anh em có thể yên tâm về cái khả năng trình diễn cũng như tiếng bát của cặp bát 25 này đánh rất là sâu. Sử dụng thì mỗi người một sở thích. Đối với bác không thích nghe nhạc nhiều bát, bác có thể tăng trung lên và tăng chép lên. Đó. Nó sẽ có cách tùy chỉnh và trên âm ly và trên đẩy này. Đó, một khoảng thời gian để chúng ta test những bản nhạc mạnh. Và cấu hình này thì các anh em có thể lên với rất nhiều những cái thiết bị nữa, như là thêm một nâng tiếng hay thêm một cục sub, cục gọi là cục loa siêu trầm đấy. Còn với 14 triệu thì một bộ như thế này là quá tuyệt vời, trong không gian khoảng 25-30m², thậm chí có thể lên đến 35m², nếu như các anh em có thể đánh với cái nhu cầu ca hát gia đình. Mọi thông tin chi tiết về cấu hình này liên hệ trực tiếp cho bên Zika chúng em sẽ tư vấn cụ thể hơn. Và chúng em sẽ nhận ship hàng toàn quốc, nếu các bạn đặt hàng thì hãy liên hệ cho Zika. Em xin khép lại video tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip tiếp theo.